này ta ghi chép lại để nhớ về thằng anh em chí cốt của ta, thằng Quỳnh. Có khi chuyện là thật, nhưng người đời sau chỉ cho đó là giai thoại. Và có khi chuyện trong giai thoại, nhưng người ta lại mong nó là thật. Ba thằng lùn xếp thành hàng dọc chui vào hang, thằng đi cuối cầm gậy, thằng giữa cầm thúng, vậy thằng đi trước cầm gì? Đất biết cầm đầu, điều gì mà con voi làm được mà tất cả các loài khác không làm được? Mụ mày mất dạy, mày nó nói mà. Vậy mày nói đi. Tôi đất biết á. Lẽ ra con voi con. Người chết nghĩ gì? Nghỉ thở. Trên lông, dưới lông, tối lông là một. Là cái gì? Hỏi đi. Em nghe. Trên lông, dưới lông, tối lông thành một. Là gì? Đặc biệt. Là gì? Là gì Quỳnh? Quỳnh! Quỳnh ơi! Là gì? Mai tao gửi thư cho. Quỳnh ơi! Chào cô. Ê, Quỳnh! Ê, ê, thằng kia! Đứng lại! Ê, là nó gọi mày đó. Đứng lại! Tao gọi mày á. Mày nhìn xem cái lọ này có quen không? Hôm qua mày nói với tao là bán cái lọ Đại Phong. Về mở ra nó chỉ là lọ tương thôi. Tôi bán cái gì thì tôi nói cái đó. Trên cái lọ này có ghi là Đại Phong, đúng không? Đại Phong là gió to. Gió to thì phải đổ đình đổ chùa. Đổ đình đổ chùa thì ai lo? Anh lo à? Không. Anh lo hả? Thì tưởng lo chứ gì nữa. Tưởng lo thì là lọ tương, đúng không? Đúng rồi, lọ tương đó. Vậy mà cãi nãy giờ. Thử đi. Thử đi. Ôi nhưng mà chúng ta mua cái lọ tương này, giá này thì mắc quá. Ôi, nó gạt mình rồi. Tao lại đây. Tao lại đây. Nơi nào Quỳnh gặp khó, nơi đó sầm ra tay. Chạy, có chữ. Đau. Mày hả? Anh muốn dưới bò vậy? Thôi, chạy đi. Lẹ. Mày hả? Trên lòng dưới lòng, tối lòng thành một là gì vậy? Còn mắt á. Vậy mà thằng tướng quân khác. Tụi bay. Chứ chạy là chạy, bị hút là hút hả? Tụi bay có hai chân mà chạy như cái loài bốn chân gì đó. Làm người không muốn, muốn làm trâu làm chó. Người ta biểu cái gì là làm cái đó. Ngu như con bò. Đã đại đàn gì cái gương? Ừ, tối nay tôi sẽ đại đàn bốn. Sâu rốm sâu me. Hả? Ừ, sâu lông thì sâu lông. Vô. Mẹ,
đêm phải không? Quỳnh nè, Quỳnh ở làng Bột Thượng, học trò của thầy Đoàn ngày xưa nè. Em lớn nhanh quá mà da không đen như ngày xưa ta. Da trắng vỗ bì bạch. Cái gì chứ? Có đối được không mà xưng là học trò của cha ta? Tại chàng thiếu dũng khí. Da trắng vỗ bì bạch. Ê, da phải có thịt. Thịt nướng cháy đen thui được không? Không ổn. Thịt nướng cháy đen thui. Da trắng vỗ bì bạch trắng là phải trắng với bạch đối nhau. Da trắng vỗ bì bạch. Có rồi, lông đen cải vào hắt. Được. Không được. Lông đen cải vào. Sao vinh quang sẽ khiến em phải siêu lòng. Muốn sớm mai ghé thăm nàng. Nà 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 da trắng vỗ bì bạch. Muốn tối nay đón hôn. Nà 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 da trắng vỗ bì bạch. Lỡ anh đều làm gì? Có sao không? Chút chết quá cỡ. Nè, nè, nè. Vuốt vuốt vậy chú khỏe. Quên, làm gì đây mày? Kiếm mày nãy giờ. Cái câu đó là mình phải nói bằng hình ảnh. Da trắng vỗ bì bạch thì phải là hì hục mùa yêu đương. À, hì hục bì bạch hả? Chưa kể về một chàng có si mê một cô nàng, nhưng mà chẳng hiểu sao cứ gặp chàng nàng lại lãng đi. Nàng càng lãng đi thì chàng càng tức chí. Hay là ngay từ đầu chàng đã làm sai điều gì? Chàng ngồi thơ thẫn buồn, cứ nghĩ cách để sánh đôi bên nàng, và nàng cứ hứng hờ, cứ thách đố với trái tim của chàng. Nàng, hỡi nàng, giờ anh lên kinh đô quyết thăng tiến quan lộ. Nàng, hỡi nàng, vì sao vinh quang sẽ khiến em phải siêu lòng. Muốn sớm mai ghé thăm nàng. Nà 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 da trắng vỗ bì bạch. Muốn tối nay đón đưa nàng. Nà 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 da trắng vỗ bì bạch. Hãy đố anh để làm gì? Nà 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 da trắng vỗ bì bạch. Ủa, cô chào thầy. Thầy ăn cơm chưa ạ? Dạ, xin chào Trình Mã công tử ạ. Ê ông chủ, ông không sợ Trịnh công tử dơ dài hả? Dạ 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 tôi biết rồi. Ê đâu, nhanh lên. Dạ. Nhanh 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 nhanh. Chủ quán mà tiếp đãi kiểu đó. Tao muốn mua bức tranh này. Bẩm, tôi không bán. Đâu phải cứ ném tiền ra là mua được đâu. Mua không được thì ta cướp. Trò này không vui tí nào đâu.
Vậy theo ngươi như nào mới vui? Công tử muốn sao thì học trò xin hầu. Ngươi cũng bị thầy đuổi học như ta, thì trong bụng có bao nhiêu câu chữ mà giờ dám đứng trước mặt ta mà quinh quang như vậy? Ngươi có bao nhiêu thì ta có bấy nhiêu hả? Được, vậy ta ra cho ngươi câu đối này. Nếu nhà ngươi đối lại được, ta sẽ trả bức tranh cho. Bằng không chui qua đây và sủa như một con chó, ta sẽ tha cho. Mời công tử. Lãnh chúa dẫn các đầu lãnh xâm nhập lãnh thổ chúa công, bắt cóc công chúa vì giam trong lãnh cung của phủ chúa. Chúa công bằng bản lãnh cầm quân đã dẫn đầu các tướng lãnh, lãnh binh vào lãnh địa lãnh chúa, tấn công thành lãnh chúa thành công, giải cứu công chúa, diệt lãnh chúa và các thủ lãnh. Quốc sư mời cả tướng quốc viếng thăm quốc duệ sư thái, cung thỉnh thái sư ra trị ngoài quốc ngoại thuộc mẫu quốc. Sư thái cùng khai quốc đại thần đang quốc hữu mấy bang quốc quốc, bảo tạng quốc chương quốc sư, an thái dẫn quốc sư dẫn thái, hỗ trợ thái sư giúp quốc sư cùng một số dân quốc. Sao nó tuôn ra được hay vậy? Ta cho người lui. Bức tranh. Hóa ra là nhà ngươi ngắm sao vẽ trăng, mượn mây để họa gió. Ta biết ngươi vẽ ai rồi. Nàng ấy là của ta. Công tử để mắt tới, quả là phước chín đời một con điềm rồi. Vậy mà dám từ chối, thật là láo. Cha ta đã để ý tới người. Bổng lộc của năm nay người cứ thỏa sức mà hưởng. Người về đi. Dạ. Lấp ló đỡ đó làm gì? Ra đi. Dạ. Dạ. Dạ thưa, con đến đây để thả thính ạ. Dạ. Thầy tắm chưa ạ? Nhà ngươi cũng có ao, sao không thả? Dạ, tại cá nhà con da không được trắng cho nên nhìn không có ưng ạ. À, mà thầy quên con rồi hả? Ta nhớ nhà ngươi bỏ học lâu rồi. Dạ, bẩm con đến đây là để muốn... Không gả. Con đến đây là để muốn xin học thầy ạ. Không vậy. Dạ, con đi. Hả? Cái gì vậy? Cái gì? Các người làm cái gì vậy? Đừng hỏi.
theo kết quả trích máu nghiệm thân thì bị cáo Đoàn và con của A Liễu là cùng huyết thống. Đúng rồi, sâu vô tí. Cách đây một năm, lợi dụng việc chữa bệnh cho thị Liễu, bị cáo Đoàn đã cưỡng bức cô ta. Đó là vu khống. Kim Lan, đứa con của A Liễu không phải là con của Kiết Gia, mà con của bị cáo Đoàn. Sằng mày, đã truyền tống giam bị cáo Đoàn vào ngục, chờ ngày ra xét xử. Thượng vậy, cha, thả ta ra. Quỳnh. Dạ. Mày mới làm gì vậy? À, em xin tí máu để làm thí nghiệm tích máu nghiệm thân ấy mà. Mày tỉnh quá. Mày mới cắt tay tao đó, sao mày không hỏi tao? Ê dồi, em xin lỗi. Em xin lỗi người anh em. Anh cho em một tí thôi. Anh mạnh mẽ lên, anh vượt qua được mà. Cho đến khi mày bóp, tao mới không vượt qua được đó. Mày điên hả? Tại sao mày thử máu mà mày cắt có một mình tao vậy? Anh không ngu như em nghĩ ha. Nhưng mày khôn hơn tao nghĩ đó. Thôi anh đừng vậy. Anh nhìn nè, máu anh hòa lại là một. Nhìn vui chưa? Máu của tao thì nó phải hòa lại chứ có gì đâu mà vui. Chừng nào một lát tao hết máu nó mới vui nè. Sao chén này cũng là máu của anh, sao nó lại tách ra? Ủa sao kỳ vậy? Khi người ta bỏ dầu cải vào chén nước thì máu nào cũng tách ra, còn phèn chua thì máu nào cũng hòa lại là một. Anh hiểu chưa? Bây giờ thì tao đâu biết. Thì ra tao có hai dòng máu. Anh vẫn ngu như em nghĩ thôi. Là sao? Việc tích máu nghiệm thân là không đáng tin. Vụ án này có gian trá. Mày đừng nói mày đòi lấy máu nương tử tao luôn nha. Sao rồi cưng? Người quen. Dạ bẩm quan lớn, chúng tôi có nhân chứng rõ ràng cho việc có gian trá, vu oan giá họa cho cha tôi. Đứa bé không phải là con của thầy Đoàn. À Liễu gian dâm với người khác à? Nhân chứng của các ngươi đâu? Nhân chứng đây ạ. Nói gì đi, nói gì đi. Sao lên qua vậy? Xin quan kiên nhẫn lắng nghe. Sắp đến đoạn hay rồi ạ. Các người
giết chim để diệt khẩu. To gan lớn mật. Các người dám bài chuyện ma quỷ giữa chốn công đường. Học trò là học trò con, tóc đỏ như son là con học trò. Tri huyện là tri huyện thằng, ăn nói lằng nhằng là thằng tri huyện. Lính đâu? Tống giam hai kẻ này vào ngục. Anh chỉ được cái phá phách lừa gạt người khác để mua vui thôi. Anh lừa cả thế gian, nhưng đối với em thì không. Anh im đi. Đừng quên anh một coi, chính là vì bọn quan tham này. Tao rất thích khi mày dính vô chuyện này. Tao đã ngã ngựa thì mày sẽ xuống địa ngục. Tại sao lại là thầy Đoàn mà không phải tao? Mày chết thì còn gì vui nữa. Mày phải sống để còn chứng kiến nàng Điềm ngã vào lòng tao. Đồ khốn nạn, đồ phản thầy. Da nàng trắng quá, khiến cho một kẻ đàn điếm nơi tủ lầu cũng phải si mê nè. Đẹp không? Trời ơi trời, thằng Quỳnh nó vẽ đó. Dù không, tranh của tao là có quần áo đầy đủ, ngươi vứt đi đâu hết rồi hả? Điềm không được to như vậy. Ê chết, xin lỗi em nha. Thật không ngờ cha ta lại có hai người học trò tệ bạc như các ngươi. Thật xấu hổ, ta không thể sống nữa. Linh, dạ, mở cửa ra. Ngu xuẩn, thành thân với ta thì mọi chuyện sẽ ổn. Ngươi, ngươi đã bao giờ nhìn thấy người thành thân với chó chưa? Ngươi đâu? Ngươi đây. Ở đâu ngươi gặp khó? Ở đó sắm ra tay. Ủa mày đâu ra vậy? Phải để hình mình ở giữa chứ, sao nó để bìa. Cũng may là mình có kỹ năng hóa trang tuyệt xảo nên sẽ không ai nhận ra đâu. Ủa sao bị truy nã vậy? Tránh đường, đội hiếp dâm. Tránh ra.
Đi đâu đây? Dạ, đi đám cưới ạ. Ai trong đó? Đám cưới thì là cô dâu chứ không lẽ má anh. Ôi, à, ôi anh ơi. Con gì ghê vậy? Con người chứ con gì anh. Con người sao ghê vậy? Dạ, kể thì tang thương lắm anh ơi. Đang làm lễ thành thân, khi đến đoạn thắp hương thì làm đổ nến, cháy nguyên gia đình, chú rể chết thui tại chỗ. Bây giờ con gái nhà người ta không có ai lấy, phải trả lại cho gia đình nhà gái. Ràng thương lắm anh ơi. Tránh ra. Còn nữa hả? Trời. Trời ơi, lửa toàn lĩnh cho đi, cậu điên rồi. Không phải nữa. Nó bị cái gì vậy? Cậu bị điên chứ gì? Không, thôi đi, đi. Tao đang giặt đồ tại dưới đốt nhà tao vậy. Đi. Đúng rồi, nó kêu đi. Cảm ơn. Dạ. Hả ca? Ôi ôi à. Ôi gì à? Chuyện gì mấy chú? Tôi người đàng hoàng là làm gì bắt tôi? Chở cái gì vậy? Chở cái quý hầu ăn ra ngoài làng. Gì? Đây mời, đây mình phải đem nước của hầu ăn ra ngoài làng. Nói chậm chậm thôi. Chở cái gì? Cứt. Chợ cứ quăng ra ngoài kia chứ. Thúi quá vậy. Chợ cái này sao thơm được. Một, hai, ba. Mày tưởng tao ngu hả? Mở thùng. Ê, đừng nghe. Mở thùng. Đừng nghe. Ê. Tại sao không cho mở? Thúi không? Gục. Chịu đâu hỏi. Còn cái thứ hai nữa. Anh ơi. Nói thiệt à. Khuyên chân thành luôn. Cái này là của quan bà, còn cái kia là của quan ông. Quan ông là ăn ô bổ nhiều hơn, chuối hơn. Dạ anh ơi, anh đừng chân ăn cái đặt chân gục. Tôi nói rồi, đừng có cãi đâu, thui lắm, chịu nổi đâu. Đi. Bây giờ không muốn đi à? Gì? Khi mà chú làm việc á, à chú biết dùng cái đầu phải không? Khi dụ mà muốn trốn á là ngay trốn dưới này xe kìa. Đi nè xe đi nè đi không phải xe nè quá không nè xe à phải chưa quá thui nhất đúng không? Cái này của tao á. Đi xin lỗi, hôm qua ăn bưởi nhiều. Lần sau làm việc nhớ đặt bằng cái đầu nha. Mày biết đẩy phụ tao không? Mày đứng bên bây giờ nha mày. Tụi mày cản tao lại rồi. Phụ đại tao chứ. Tụi mày lớn tụi mày làm việc bằng cái đầu. Mày cản mày ngu mày cái này chuối mà mày hửi. Thế kế điệu hổ ly phân của anh á, hay không? Thúi lấy mồ à. Ê thúi chứ tao đói rừng nha.
nội sử mới giúp được chúng ta. Ở chốn kinh thành này chỉ có ngài là thanh liêm chính trực, không sợ cương quyền. Quan tốt hả? Ổng còn sống sao? Ê bộ, chóng mặt quá, cho tao nghỉ được không? Mấy cái gai rừng này nó làm cho anh bị sốt đó. Anh sắp chết rồi phải không? Ừ, sáng mai là chết. Mụ cái con này. Chỉ cần một lần nữa gọi tôi là con này là anh chết luôn từ bây giờ đó. Quên rồi. Trái gì vậy? Trái lắc giúp hạ sốt. Mới nghe luôn đó. Ê Quỳnh, mỗi lần mày cho tao ăn không bao giờ mày khỏi. Đâu phải mình em biết chữa bệnh đâu. Ông bị gì vậy? À, ngoài việc hạ sốt, trái lắc còn làm cho hưng phấn, như ở cổ tiên, nhất là khi có âm thanh. Đợi ơn công tử đã cứu mạng. Có việc này tao muốn nhờ ngươi. Dạ, dù có nhảy vô lửa tôi cũng sẵn lòng. Bắt được, ta sẽ hậu thưởng. Đẹp chứ bộ. Muốn cô gái phải hỏi tao. Vậy mới vô huyền thoại nè. Làm như vậy mà nó chịu sao nổi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Hãy cười một cái đi nè em. Y xì luôn. Duyên trời định. Chuyến này hoàng thượng đi di hành, lỡ cái chuyện gì ở triều đình thì... Thì bấy lâu nay chú Trịnh cũng đã quyết hết rồi còn gì. Dạ bẩm, có người. Từ từ. Ôi, anh Sẩm. Gì? Phải hết sức cẩn thận, đừng để lộ tung tích, cứ xưng tụi mình là thương buôn. Đây có cái đầu, khỏi nhắc. Tụi tôi là lữ khách đang bị nhỡ đường, định xin một ít lương thực. Dạ. Các người là ai? Ủa vậy các người là ai mà dám hỏi ta là ai? Ta là thương buôn, còn các ngươi? Chúng tôi là người của gánh hát. Hát à? Hát ở đâu? Hát trong cung thôi được không? Cung gì? Cung bò cạp. Trong cung có cung bò cạp mà. Sao không có? Cái chỗ đó là dành cho mấy bà phi mà bị thất sủng đó. Đêm nào cũng bò cũng cạp đó. Vua vô hay nghe văn nghệ lắm. Ta hát vua còn mê mà. Ngươi hát cho vua nghe à? Hát thử đi xem nào. Hát nè. Da 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 da
Bài này tên gì? Kiên nhẫn. Có lời không? Có, nhưng phải kiên nhẫn. Ta muốn biết lời của bài hát. Tiếp tục đi. Anh Sẫm, lời đâu? Bài này tao mới vừa nghĩ ra, lời liền không có lời mà ra. Nói chứ có gì ăn không cho đi chứ đói quá cao nổi. Dùng chỗ gạo này nấu cho ta ba đấu cơm. Nếu được ta cho. Ê, có cái đầu không? Có biết xài cái đầu không? Nhiều đây gạo mà nấu ba đấu cơm. Sao nấu? Sống như mấy người sao vô dây thổi được. Để ta chẻ cho ta ba bó củi, rồi ta nấu ba đấu cơm cho. Ta rất vui khi nước Nam có nhiều người thông minh như ngươi. Bộ mi là vua hả? Sao nói chuyện thấy ghét vậy? Bình đẹp quá. Bình tốt đó. Giờ có hai lớp vỏ nên lúc nào trà cũng được giữ ấm. Bên trong nóng, bên ngoài lạnh. Hay đó. Xin phép. Chúng ta là thương buôn từ phương xa tới. Cho họ gần đây có quán rượu nào để chúng ta dừng chân nghỉ ngơi hay không? Các vị cứ đi xuống phía dưới chân đồi sẽ thấy. Đằng sau có thiếu nữ. Nam An nhất thôn thổ, bất tri kỷ nhân canh. Hắn nói xỉa đềm á. Ý của hắn là một tấc đất của phương Nam không biết bao nhiêu người cày. Ngủ nó. Muôn phương chưa đại phu, giai do thử đồ xuất. Ăn đềm nói vậy? Ý điềm là tất cả lũ đàn ông ở bất kỳ đâu cũng từ đó mà chui ra thôi à. Sấm động trung địa, vũ hóa ngoại thiên. Mày điên hả? Mày điên hả? Người An Nam các người hay lắm. Ta biết ngươi thích cái bình này, nhưng nó xứng đáng thuộc về nàng, nên ta tặng cho cả ba. Rồi thôi cảm ơn. Đi mấy đứa. Ừ đi. Tụi này nó bề trên quá. Đi. Cảm ơn á. Làm vậy không lương thiện đâu. Ghét bọn này lắm. Có xe đi lên kinh thành nhanh hơn mà. Cho tụi bay tiêu chảy thấy mụ luôn. Mấy thằng ở đâu rồi? Đang chơi với gió, đang đùa với trăng rồi. 1, 2, 3 nha. Anh đang nghĩ quan lớn không biết già có trắng không ấy mà. Chỉ vì anh rình em tắm mà em ghét anh hả? Em nên ghét những ai thấy em tắm mà không rình á. Cái đó mới là xúc phạm em á.
Quỳnh. Gì? Sao tôi thấy thằng này quen lắm? Mà có thân không? Trước khi giao tụi bay cho quan, tao phải vui vẻ trước. Tao hả? Ừ. Sao được cha? Được hết rồi. Quay cuộc tao bạn. Ai đưa em tới đây? Nhìn ngon vãi. Chánh đường Thời Hiếp Giáp. Anh Sẩm, đừng để cái tụi nó lấy đại quý. Nó sắp lấy hai trai của tao rồi. Không phải, đại quý trong túi á. Đại quý, mày có đồng quý mà giấu tao hả? Tỉnh chết hả? Cái này mà quý hả? Cường Dương bổ thận, đêm 7 ngày 3. Nếu tao ăn vô đêm 07 ngày 03 thì tao quýnh tụi bay 7 ngày 3 đêm. Đừng ăn, đừng ăn đồ của em quý lắm. Kiết sao? Thiếp đã làm tất cả vì chàng à. Vậy mà chàng vẫn thờ ơ. Không quan tâm gì tới hai mẹ con thiếp hết. Hay là chàng vẫn còn tơ tưởng đến con Điềm? Con đó có gì hơn thiếp chứ? Điềm dám từ chối ta, nhiều đó cũng đã hơn nàng rồi. Bẩm công tử, bọn Thảo Khấu đã để sống mất nàng Điềm. Vậy thì vui hơn rồi. Sợ hay lắm, rất có tình có lý. Biết chừng nào tới lượt mình. Mà hai ông này đi đâu vậy ta?
Cái gì vậy? Đây là mật ong trộn nước đáy bò. Trời ơi. Ê! Cái gì? Tao để ý nhìn trong mắt mày, tao không phải là con người. Mày hết cứa tay tao, rồi bây giờ mày phóng quế lên người tao, mày không hỏi. Sống như mày làm sao vô giai thoại được? Mày có thể cho tao hiểu tại sao tao phải chịu những điều này không? Đây là lệnh bài miễn cản, có nó không lo ai cản mình hết. Mọi người làm ơn tránh ra. Trời ơi. Dạ dạ, làm ơn tránh ra giùm. Con tôi bị bệnh truyền nhiễm, lây lan ghê lắm. Mà sao không giúp con để con lỡ lấy khắp người như thế này? Hả? Trời, sao tại em? Tại anh? Em chứ còn gì nữa. Tại anh. Kìa, tùm lum hết trơn kìa. Biết gì tại em? Tại anh. Lại. Tại anh. Kiện chuyện gì? Kiện Lan Băm bốc thuốc sai hai người ạ. Lùi bố con. Trời ơi, con tôi. Đã hết giờ làm việc ở công đường, quan gì tiếp các người trong thư phòng, nhưng chỉ một người. Đây là chuyện nhà em, để em vào thưa chuyện với quan. Em đang không tỉnh táo, để anh. Anh sẽ làm hỏng chuyện của em mất. Trong ba người, ai là người biết nói chuyện? Ngươi kêu quan chuyện gì? Dạ, bẩm quan lớn. Đã vô tới đây rồi, quan và dân là như nhau. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Lên đây ngồi. Ngươi từ chối sao? Dạ không, con đủ rồi. Sao, có chuyện gì nói ta nghe. Giờ con kể quan nghe luôn hả? Sao, quan không muốn nghe hả? Không, ta đủ rồi. Quan đợi con xíu đi, con cứ quá con chịu không nổi. Tôi làm cái gì vậy? Dạ con gỡ ghẻ. Gỡ được luôn à? Dạ được quan. Con phải quỷ trăng lắm con mới gặp được quan đó. Trời ơi. Quan dùng không? Ngươi giỡn mặt ta sao? Dạ không có, này lấy mất bản cầu thôi à. Thôi, nói chuyện của ngươi đi. Dạ thưa quan, có một kẻ cậy quyền cậy thế, hà hiếp dân đen, lòng trâu dạ chó, sống không bằng con người. Lòng trâu dạ chó, cụ thể hắn làm gì? Dạ thưa quan, hỏi quan chứ, hắn có đang chết hay không? Cuối cùng ngươi muốn nói chuyện gì? Bây giờ muốn lấy gái tơ mà lấy không được thì hãm hại cha của người ta, ngay cả vợ của thần hắn cũng không chừa. Một cô gái đang sống đàng hoàng tử tế, yêu thương mọi người, hắn cũng hãm hại. Một cô gái tuyệt vời như vậy mà hắn giết sao? Dạ không, đó chỉ là một con két thôi, nhưng đó là vợ của thần. Người đang làm thì trời đang xem. Kẻ nào dám coi trời bằng dung, nói cho ta nghe, hắn là ai? Là Trịnh Ba. Quang, Quang, sao Quang? Quang, Quang gặp đi, đang vô nghỉ. Hồi xưa mà chịu khó học hành đàng hoàng thì bây giờ không phải chậu trực đâu. Bây giờ mình đã làm quan rồi. Anh có học cả đời cũng không bao giờ lết được cái cổng trường thi đâu. Tao đang nói mày đó. Em không thích làm quan. Tại sao? Làm quan suốt ngày bắt nạt dân, có gì đâu mà làm. Nhưng mà làm quan cũng có quan tốt quan xấu, giống như quan ngự sử đó. Không nên làm quan tốt đâu em mà. Tại sao? Em còn nhỏ lắm, em không có biết sự đời. Anh hiểu ông Quỳnh, làm quan tốt là phải có đức hy sinh cao cả lắm. Vậy thì làm sao có thời gian để ăn ngon và đi chơi, hiểu không? Đi 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 kệ anh, nói gì ngu không ai qua ảnh đâu. Ê, tao nói gì sai hả? Ê, rồi tối nay ngủ đâu? Ngủ lâu hả? Chị yên tâm nha, uống thuốc này vô ngày mai nó sẽ khỏe lại liền thôi à.
Cảm ơn cô Điềm. Lâu lắm rồi cái xóm này mới có tiếng cười trẻ nhỏ như bữa ni. Nè. Cảm ơn anh Quỳnh. Chạy cẩn thận đó nha, đi đưa. Chỗ này là nhà của mày hả? Ở đây nguy hiểm lắm, nhiều thằng quan ô lại lắm. Tụi nó mà lỡ bắt mày á, mày phải kêu đồng bọn mày chạy nghe chưa? Chạy ngay đi, chạy ngay đi. Trước khi tao đưa mày vào nồi chao. Em nhớ thầy hả? Anh cũng nhớ thầy. Quỳnh, sao con cứ phá vậy? Nằm xuống. Thầy, ở đâu Quỳnh gặp khó, ở đó có sẵn. Thầy, con nữa. Căn hôm nay tròn dữ ta. Sao gửi thuốc cho Quang giờ? Không thấy ai. Lục tung cái này lên, tìm ra một chút. Mụ nó. Đi với nó riết rồi không còn ra con người. Thì ra ba bọn nó là tội phạm địa phương à. Xin Quang đừng bận tâm, chuyện nhỏ thôi mà. Vậy xin công tử giữ mình cẩn thận nha. Tôi đã biết vài tin tức về bọn nó. Quang cứ để đó tôi lo liệu. Mày thấy chưa Quỳnh? Tao đâu có xài đâu. Trời không có lợi tụi nó đâu. Mụ nó. Mày có sao không? Vừa lòng cô chưa? Ghét nương thì chết. Tụi mình thì phải trốn chui trốn nhủi như vậy. Đi tới đâu nó cũng tìm nó giết. Cả cái làng này vì mình mà bị đốt đó. Vừa lòng cô chưa? Không ngờ tai họa nhà em lại gây ra nhiều hệ lụy như vậy. Cô còn không ngờ nữa. Thế bây giờ cô còn chưa ngờ nữa hả? Hả? Cô không biết về sự hệ lụy hay là cô cố tình không hiểu về sự hệ lụy? Anh Sẩm, ở đây bao nhiêu người đã bị hệ lụy vì cô mà cô vẫn nói là cô không ngờ về sự hệ lụy. Ủa, và các đương của tôi nó biết gì về sự hệ lụy mà tại sao nó bị hệ lụy? Là tại vì nó giống như những người hệ lụy như cô. Anh Sẩm, cô phải nói cô là nguồn gốc của mọi sự hệ lụy. Vì cô, là cô, vì cô. Anh biết các đương chết không phải là vì đêm mà. Em mang ơn hai anh. Đã đến lúc em phải tự lo cho mình rồi. Đêm, xin lỗi. Thôi.
Có thiếu thốn thứ gì thầy chỉ cần nói một tiếng với lũ gia nô, khắc sẽ có ngay. Tự do và công lý, nhà ngươi có không? Cái đó thằng Quỳnh nó đang đi tìm giùm thầy rồi đó. Tuổi thân à? Quỳnh ơi, Điền ơi, có cách rồi. Quỳnh ơi, mày phải làm quan. Quỳnh ơi, mày phải đi làm quan. Nhanh ra. Trả thù cho các nương, phải làm những điều chưa từng làm để có những thứ chưa từng có. Yeah. Vậy là một kẻ lêu lỏng như thằng Quỳnh đã chịu khó vùi mại kinh sử vì tình yêu cũng được, mà vì công lý lại càng hay. Còn ta vui lắm chứ, bởi vì sắp được làm bạn với một ông quan. Mấy nữ, anh còn chỗ cá này, đổ luôn bao gạo được không? Không được thôi, làm gì thái độ dữ vậy mấy em? Mấy em cần gì ở một người đàn ông? Nhan sắc hay trí tuệ? Bộ anh tưởng có nhan sắc hả? Giờ mình đố nhau đi. Thí dụ anh thua, anh nhường chỗ cá này cho tụi em. Mà nếu anh thắng, anh lấy bao gạo, lấy luôn tụi em. Sao? Đố đi. Suy nghĩ cho kỹ nha. Trên lòng dưới lòng, tối lòng làm một. Lại gì? Con mắt. Ê, nữ. Ê, ít ra tụi em phải suy nghĩ chứ. Sống như vậy là tụi em vô sâu giải thoại luôn á nha. Ê, không mệt quá hai em, ăn cháo cá đi. Nít tay anh nấu đó. Được rồi, em cảm ơn. Cháo cá sao toàn xương cá không vậy? Thịt đâu? Anh ăn hết rồi. Mày ăn cháo cá mày ăn thịt gì? Con người sống cần cái đầu, ăn đầu nó bổ đầu mày hiểu không? Thôi mày không thích thì để tao ăn. Mụ. Mụ gì? Ăn cháo ếch không? Không. À, không thì thôi, tao học tiếp đi. Chốn trường thi nhân tài không hiếm, luật lệ nghiêm ngặt, anh phải nghiêm túc nghe không? Ừ. Mai này Vinh Quy, việc đầu tiên là anh sẽ minh oan cho cha em. Còn việc thứ hai là anh sẽ cưới em. Đã đối được câu da trắng dỗ bị bạch chưa mà đòi cưới? Anh đi nha. Lúa đang thì con gái.
gặp em như là định mệnh. Có em thơm ngát những câu thơ đi thi làm quan. Làm quan là để yêu, làm quan là để thương. Khai sơ lập địa, khi trung hưng thánh nối thần truyền, đều lấy dân làm gốc. Dân không an thì xã tắc không bền, sĩ không giỏi thì giang sơn sao mạch. Đạo trị nước thì trước hết phải gây lấy nhân tài. Dù tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu. Những mong tìm người hiền, đem đạo học chân chính mà giúp việc nước nhà. Lũ thần dập đầu bái chúc thánh thượng sống lâu không bờ bến. Phát đề thi. Có cá là thằng Quỳnh Đậu. Bây giờ không có cá là thằng Quỳnh Đậu nè. Bụ nó. Sống trên đời đừng có mê tín dị đoan. Cá chỉ đi ăn thôi. Tặng em á. Đẹp quá vậy. Thằng Quỳnh nó xứng đáng đem chờ đợi mà, đúng không? Nhưng đầu thằng Quỳnh vẫn thua cái đầu anh. Trò kia, trả tự. Trò kia, đứng lên. Trò này, đứng lên. Đứng lên. Đổi chỗ. Gian trá. Quỷ thi. Anh sẽ minh quan cho cha em. Còn việc thứ hai là anh sẽ cưới em. Ngay từ ngày đó, thầy đã luôn thiên vị nó hơn ta.
Ta là thầy giáo, ta luôn coi trọng hai chữ tâm và tuệ. Thầy đừng quên, ta là con cháu của chúa Trịnh. Người xưa có câu: tham quyền lực thì độc ác. Thầy còn giữ được cái đầu trên cổ là nhờ thầy là cha năng niềm đó. Thiên hạ lắm chuyện lầm than, nước mắt khóc bao nhiêu cho đủ. Thì những gì thằng Quỳnh em ta trải qua cũng chỉ là chuyện nhỏ. Vậy chuyện nào mới là chuyện lớn? Sứ thần xứ sở đại đô, lần này ta có một lời thách đố. Nếu các người có ngựa quý nào có thể chạy nhanh hơn hắc mã của ta đây thì ta rất khâm phục. Xin sứ thần cho ta 10 ngày để chuẩn bị. Chỉ là ngựa thôi mà, đâu cần phải lâu vậy. Hả? Qua đây nè. Nhanh tay lên. Thủi quá ha. Nhưng mà răng thủy bằng cước ngựa của sứ đại đố. Tính sự già hàng thôn con chi mạng dặm coi thường triều đình nước mình. Rồi bay ra ba cái trò đua ngựa vờ vẩn. Đua ngựa hả? Cả cái nước Nam đi, làm chi mà có con ngựa mô mà chạy nhanh hơn con hạt mạ nữa chứ. Mù hẳn. Ở mô huynh gặp khó là anh nữa đã sắm ra ta. Đâu. Sao vào đây được? Với cái mức độ cải trang thiên biến văn hóa như ta thì không chỗ mô tôi vô không được. Nói đùa với thôi. Cái chi mà không mua được bằng tiền ấy, thì mình mua bằng tình. Mấy lính trong hoàng cung tình ái phức tạp lắm, nắng bị nào che không được đó. Anh sống giỏi quá. Mà đêm sao rồi? Hai kẻ lêu lổng đó làm sao mà chống lại được ta? Chẳng qua là ta muốn coi con mồi của ta dậy chết ra sao. Giờ ta sẽ cùng nàng đi săn. Nàng suy nghĩ cho kỹ, nàng chọn ta hay thằng Quỳnh, hay là nàng chỉ cần buông tay ra thôi. Nàng muốn vào mắt hay vào tim? Ta ngắm kỹ rồi đó, nàng buông tay ra đi. Buông tay ra đi. Buông ra. Buông ra đi. Ta xin người, hãy cho cha ta sẽ làm những gì người muốn. Để lên, tên học trò đó. Có người thắng hắc mã sao? Ai mà biết, bẩm báo trước đã. Để lên. Tên kia, ngẩng mặt lên. Ủa? Vũ quá ngoại thiên. Đúng rồi. Sao ngồi đó? Ê, hỗn xược. Cuộc đua này hệ trọng, liên quan đến mệnh nước. Nếu người để thua, ta sẽ tru di tam họ, thậm chí là ngũ thất cửu. Khải chúa thượng,
kẻ học trò là không có tới tam tộc đâu ạ. Cấm miệng. Đây là việc quan trọng, xin nhà chú hãy lấy việc nước làm trọng. Ta ban đứng. Đội hoàng thượng. Bẩm hoàng thượng, thần xin mang cái tính mạng này ra để đảm bảo. Muôn tâu hoàng thượng, theo lực đi thi thì phải có người phẩm tước ngang bằng. Ngoài tin hắn ra còn có cách nào khác? Ta chuẩn tấu. Chắc ngựa các ngươi nghe tiếng hắc mã bọn ta nên sợ, không dám ra khỏi chuồng rồi. Sao chị chậm vậy? Bọn qua bà đi tủ lầu hôm nay yếu như vậy. Sẽ có điểm yếu. Nghỉ ngơi đi nha. Giỏi. Nhưng mà nghĩ cũng lạ, người lao vào chỗ chết mà không đòi hỏi bạc vàng bổng lộc. Thật ra người muốn cái gì? Khải chúa, công bằng với lẽ phải. Cha ơi, con phải cứu cha thôi, không còn cách nào khác. Xin cha tha lỗi cho con. Không phải vì sinh mạng của ta, cũng không phải vì chuyện tiết hạnh của con, mà là cái ác chiến thắng, nhân gian này sẽ tận diệt. Cha. Cha. Để con lấy thuốc cho cha nha. Làm trái chỉ lỗi, làm trái bờ vai phải sống. Thank you.
để mẹ con thiếp một mình sao? Trịnh Bá, nghe lệnh quan trạng. Lệnh truyền Trịnh Bá sáng mai có mặt tại công đường. Trịnh Bá tiếp chỉ. Bạn đồng môn của ta giỏi quá. Của tính mạng đứa bé này mới có thể biết được cha của nó là ai. Chiếu chỉ, tội nhân Trịnh Bá là người của hoàng tộc. Lệnh giải cho Trịnh Bá về triều để xét xử. Kẻ nào chống lệnh sẽ mang tội khi quân phạm thượng. Trạng huynh, tiếp chỉ. Quên, tại vì triệu trước đây, người ở lại
Nhớ bảo trọng nha. Tội nhân Trịnh Bá, ta thề quyết án. Gửi gấp và phụ chúa. Dạ. Ta không có được nàng Điềm thì ngươi cũng không. Khải chúa, có thư của Trình Bá công tử. Ta sẽ không bao giờ mất nhau, bởi những yêu thương sâu sắc không bao giờ mất đi. Điềm đã nói đúng, những ký ức đẹp đẽ sẽ không bao giờ mất đi, dù nàng đã chọn cái chết để trọn tình với Quỳnh. Buồn quá. Vậy là nàng Điềm chọn cái kết như vậy sao? Đâu có. Cái kết đó tao bịa mà. Thôi kệ vậy mới lấy nước mắt ra được, hiểu không? Ủa, vậy là... Sự thật là... Các người đi đâu vậy? Nè! Nhưng cuộc đời có những hình phạt mà ngay cả kẻ ác cũng không đỡ nổi. Ôi! Người nhớ ta phạm tội gì không? Hiệp dâm. Hai người sẽ đem 7 ngày mà. Điên hả? Lần trước đua ngựa chỉ là trò đùa để ta thử tài quan trạng của các người. Nay ta muốn tranh tài thật sự. Đây là chủ đề cuộc thi vẽ sắp tới. Thiên hạ muôn tôn hoàng thượng, thiên hạ là của nhân gian. Sứ thần đưa ra đề tài này là cố ý làm khó ta. Trạng Quỳnh, trẫm với ngươi gặp nhau tựa như duyên trời đất. Nay vận mệnh giang sơn xã tắc bị thách đố, không phân biệt vua tôi cùng phải chung vai gánh vác.
để chúng ta luôn được kẻ khác tôn trọng. Thưa thầy, công lý đã đòi, thù đã trả. Anh làm gì vậy? Anh tự quan ở lại đây sống với em. Chúng ta sẽ có những đứa con. Em không muốn vậy à? Dân chúng cần một vị quan tốt, xã tắc cần một người như anh. Gì vậy? Chắc bức tranh của ta lớn quá nên đôi mắt bé nhỏ của ngài không nhìn xuể. Lẻo miệng! Những nét vẽ nguệch ngoạc kia mà quan trạng dám gọi là thiên hạ sao? Đây là đặc trưng của làng quê Việt. Cánh diều bay tới đâu thì nơi đó là bầu trời của nước Việt, là giang sơn của nước Việt. Thanh gươm và bầu trời, cái gì vĩ đại hơn? Ngươi! Đây mới là cái kết có thật. Câu đối da trắng dỗ bì bạch của em, khi hai người thành thân, hai trái tim hòa là một. Với đối của anh là tim đỏ nhị tâm tuyết. Lần đầu tiên thấy anh đối không nhảm đó. Trịnh bá đó, đêm 7 ngày 3 với thằng kia mà không điên mới lạ. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Phải nàng không? Kết nương nàng đầu thai rồi hả? Sao thành con gà kia vậy? Ây da! Vậy bây giờ ta kêu nàng là kê nương. Kê nương! Người là ai? Sao dám ngồi trên đất nhà ta? Còn mày là ai mà dám để tao vô đất mày ngồi? Ta là Trịnh Báo, người già của phụ chúa. Trịnh Báo hả? Thế nào mày cũng gặp cháu tao à? Là ai? Trạng Quân. Giữa thế gian vòng trời đất rộng thênh thang, sải bước đi để ta thoát. Trên đời
chia chia.